9 tháng 10 ngày mang thai đầy mệt mỏi, ngày vật cạn thành công mang đến cho người mẹ rất nhiều cảm xúc khác nhau. Rời khỏi phòng sinh, người mẹ bước vào giai đoạn hậu sản hay còn gọi là thời kỳ ở cữ. 24 giờ sau khi sinh là thời điểm rất quan trọng với các bà mẹ mới sinh. Các mẹ bầu hãy ghi nhớ những điều sau đây để tránh xa những nguy cơ bệnh tật và bảo vệ sức khỏe tốt nhất sau sinh. 1. Quan sát lượng máu chảy ra trong vòng 2 giờ sau khi sinh. 2 giờ sau khi sinh là giai đoạn quan trọng để theo dõi và điều trị băng huyết sau sinh. Bác sĩ sẽ quan sát kỹ xem có xuất huyết vùng chậu hay không. Ngoài ra, nếu mẹ ra máu nhiều và xuất hiện các dấu hiệu sốc máu như tái nhợt, mạch nhanh và mỏng, chóng mặt, da xanh xao, da sần sùi thì hãy báo ngay cho nhân viên y tế và để họ xử lý. 2. Bổ sung dinh dưỡng kịp thời sau khi sinh con. Do mẹ mới sinh con xong, cơ thể chưa phục hồi, tuyến vú chưa mở hết. Ăn quá nhiều dầu mỡ, chất bổ dễ gây tắc tuyến vú nên mẹ cần ăn uống ở chế độ nhạt. Ngoài ra, các loại thực phẩm như là trà lá đỏ, long nhãn, dăm bông, gà mái già cũng không thích hợp để tiêu thụ trong vài ngày đầu sau khi đẻ. Vì những thực phẩm nóng này không có lợi cho việc thay sản dịch. Trong vòng 24 giờ sau sinh, mẹ có thể ăn vừa phải một ít canh trứng, canh cá, cháo xương. 3. Cho trẻ bú sữa mẹ đúng giờ. Các bà mẹ mới sinh có thể cho trẻ bú sữa mẹ khoảng nửa giờ sau khi sinh. Điều này có thể tránh được tình trạng hạ đường huyết ở trẻ sơ sinh, đồng thời kích thích sự tiết sữa của mẹ, để cơ thể mẹ sản sinh ra nhiều oxytocin và prolactin làm săn chắc tử cung của mẹ, làm co và giảm băng huyết sau sinh. Thông thường, sữa mẹ tiết ra trong vòng 1 tuần sau khi sinh được gọi là sữa non, có màu vàng nhạt, đặc, số lượng ít, sữa non giàu protein, ít chất béo và chứa một lượng lớn IgA tiết, thực bào và hạt. Tế bào và tế bào lympho giúp cải thiện khả năng bảo vệ đường hô hấp và tiêu hóa của trẻ sơ sinh, chống lại sự xâm nhập của vi trùng, đồng thời có thể nâng cao sức đề kháng của trẻ. Đây là thực phẩm tốt cho trẻ sơ sinh. Lần đầu tiên cho con bú, nhiều bà mẹ sơ sinh còn hơi hồi hộp và lo lắng, sợ mình không đủ sữa. Trên thực tế, hiện tượng không có nhiều sữa sau sinh là hiện tượng phổ biến. Các mẹ mới sinh không cần quá lo lắng, mẹ có thể cho trẻ ngậm núm vú nhiều hơn để kích thích tiết sữa mẹ. 4. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi. Sinh con là một quá trình rất mệt mỏi, các bà mẹ mới sinh con cần dành thời gian để nghỉ ngơi. Ngoài ra, mẹ mới sinh con xong nên hạn chế tối đa việc thăm hỏi của người thân, bạn bè. Do cơ thể mẹ mới sinh lúc này còn rất yếu, lại có quá nhiều người đến thăm nom sẽ mang theo một số vi khuẩn, vi trùng sẽ khiến mẹ bị nhiễm trùng. Ngoài ra, môi trường ồn ào náo nhiệt không có lợi cho việc nghỉ ngơi của bà mẹ sau sinh và trẻ sơ sinh nên người nhà phải khéo léo thông báo cho người thân và bạn bè. 5. Đi tiểu càng nhanh càng tốt. Sau khi sinh con, các bà mẹ mới phải đi tiểu càng sớm càng tốt, đó là do quá trình đẻ, đầu thai nhi hạ thấp xuống chèn ép lên bàng quang và niệu đạo, làm liệt bàng quang và cơ thành bụng bị giãn sau khi đẻ khiến không thể tiểu ra ngoài. Việc bàng quang bị căng quá mức có thể ảnh hưởng đến sự co bóp của tử cung và cũng có thể gây băng huyết sau sinh, vì vậy cần thải nước tiểu càng sớm càng tốt sau khi sinh. Trên đây là 5 lưu ý mẹ bầu nhất định phải ghi nhớ sau khi sinh 24 giờ. Hy vọng với những chia sẻ trên, mẹ bầu sẽ có thêm thông tin để bảo vệ sức khỏe thật tốt, không chỉ trong thai kỳ mà còn sau khi vượt cạn thành công.